Ở đời muôn sự của chung ăn nhau ở chỗ khéo dùng hay không. Vấn đề là dùng người yêu thế nào. Nếu dùng người yêu mà để là nguồn động lực cùng nhau phấn đấu thì tình yêu đấy tốt. Nếu dùng người yêu để phối hợp với nhau, để giao kết với nhau, để khoái lạc, nhằm mục tiêu khoái lạc, thì rõ ràng mất đi cái mục tiêu gì ạ? Mục tiêu chính của tuổi trẻ. Vậy thưa với bạn, nếu yêu mà làm cho cuộc sống, những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, mục tiêu sự nghiệp của mình mà nó tốt lên, thì tôi nghĩ đáng được yêu lắm chứ. Hơn 18 rồi, dậy thì rồi, nó cũng dạo dực rồi, thì cũng xứng đáng được yêu lắm chứ. Nhưng nếu mà yêu mà nó tàn phá sự nghiệp thì không nên yêu. Vì tình yêu đó nó không bền vững. Vì sự nghiệp nó lại là gì ạ? Thức ăn để nuôi tình yêu. Vì vậy nếu bạn có tình yêu đẹp đến mấy nhưng không có sự nghiệp, tức là tình yêu không có thức ăn, thì tình yêu ấy cũng chết yểu. Cho nên phần lớn các bạn trẻ yêu nhau thời sinh viên không có lấy được nhau, vì tình yêu đấy là tình yêu gì ạ? Tự phát, nó như kiểu ở trong rừng và không có nguồn sống, thì tình yêu ấy chết yểu. Còn ngược lại, những người có sự nghiệp rồi xong họ yêu thì tình yêu ấy cực kỳ chắc chắn, tức là họ làm đất vỡ ải đàng hoàng rồi, bón phân vào đất nghiêm túc rồi, bắt đầu dâm cái cây vào một phát là cây nó lớn vù vù, tức là hạnh phúc nó sẽ xuất hiện. Còn nếu như mà lấy cái hạt giống rất là đẹp mà lại trồng trên đá, thì hạt giống ấy chỉ một tí, cây hoa nó chỉ một tí là nó héo. Thế thì như vậy là yêu cũng được, nhưng với điều kiện ở tuổi trẻ nên tập trung vào sự nghiệp. Còn nếu yêu mà sự nghiệp nó tốt thì nên yêu, còn yêu mà sự nghiệp nó tệ đi thì phải ngừng yêu. Nhưng tôi cảnh báo, phần lớn các bạn trẻ yêu đều làm cho sự nghiệp tê liệt. Vì sao? Một, tuổi trẻ yêu rất đam mê, thì từ cái đam mê nó mới sinh ra bằng này thứ. Một, đó là cảm xúc. Vui quá bố mày cũng không làm được, cũng không học được. Giận hờn một cái đêm mất ngủ cũng không học được. Tức là tuổi này là tuổi rất dễ giận, dễ hờn. Mẹ có khi chở người yêu đi, ngày xưa tôi cũng yêu mà tôi chở người yêu tôi đi, thế là cô ấy bảo tôi là: anh ơi, cái em kia đẹp nhỉ anh nhỉ. Thế mình nhìn thấy nó đẹp thì mình thật thà mình gật, mình có ủa đẹp nhỉ. Thế là tự nhiên cô ấy nhảy bổ xuống xe không đi nữa. Thế mình hỏi sao vậy, không nói năng gì, mặt sưng như cái thớt ấy. Tự nhiên mới bắt đầu là đi bộ một đoạn mới phọt ra câu bảo là: thấy người ta đẹp vậy sao đi người ta đi, chở người xấu làm gì ấy. Tức là nó giận hờn những thứ nó vô duyên vô cùng luôn. Tức là mình không lường được trước cái sự việc của sự giận hờn này. Ví dụ thế. Hay là người yêu thằng bạn nó đến thôi, thế thì nguyên tắc là nó lạ thì mình phải nói chuyện với nó nhiều hơn chút. Với thằng bạn, cô ấy tự nhiên chẳng hạn thì tính mình nó nhân văn không à, thế là nói chuyện với cái cô người yêu của thằng bạn nhiều hơn chút. Về cô cũng ghen, cô bảo là chắc lại thích người yêu thằng bạn rồi, anh thật vô đạo đức. Nghe không? Ví dụ như thế. Thế là hai đứa lại giận nhau mất tuần, lại cúp tiết ở nhà dỗ dành nhau, xong lại khoái lạc tí, xong lại thôi, lại bắt đầu là thăng hoa. Mà thăng hoa lại không học được nữa, hết thăng hoa lại giận nhau. Như vậy là tính ra cái thời gian thăng hoa và giận nhau ấy, nó chiếm đa số thời gian sống. Cho nên là ở cái tuổi đấy nó bị bệnh của cảm xúc. Chứ còn yêu thì ai chả yêu. Nhưng người lớn họ yêu là gì ạ? Họ giữ được cảm xúc. Mẹ chứ giận thì giận, bố vẫn phải ăn cơm, không ăn cơm sống thì chó nào được. Mẹ giận thì giận chứ, ông vẫn phải ngủ. Mẹ thức thì ngày mai ông chết à, mai ông đi làm sao được. Giận thì giận, nhưng ông vẫn phải đi kiếm tiền, vì không kiếm tiền thì công ty nó phá sản. Tức là người già thì bắt đầu cái tình yêu nó thiết thực hơn.
Đấy, thế thì thấy bạn rằng là gì ạ? Nếu bạn giữ được cảm xúc mà giận nhau vẫn học bình thường, giận nhau vẫn đi làm bình thường, giận nhau vẫn ngủ ngon và giận nhau vẫn tươi cười với đồng nghiệp thì cứ yêu. Còn nếu mà cứ giận nhau là giận cả trời cả đất ấy, yêu nhau thì yêu cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả công ty họ hàng thì tốt nhất là không yêu nữa, tập trung cho sự nghiệp cả. Nhưng cái phần thân nó lên tiếng, bố cháu không chịu được thôi thì cũng khó. Cái phụ thuộc vào cái việc mà chiến đấu giữa phần thân và phần tâm và phần tuệ của anh, thằng nào thắng thì nó là lựa chọn và con người của anh trong tương lai. Vâng, chúc anh thành công, cảm ơn anh.